Chào tất cả mọi người, các bạn trở lại với kênh Toàn Đố Vlog 19. Hôm nay mình đến nhà khách xem một cái máy giặt Sanyo này, Sanyo Aqua này, 8 kg, đời mono nha mọi người. Máy này là sản xuất năm 2014. Trước tiên thì bây giờ máy này là khách báo là không quát, không quát nha. Bây giờ trước tiên là mình sẽ trước khi tháo máy á, mình sẽ test cái ma lỗi nó, thôi nó bị cái gì. Đời này nói chung nhông số cũng xài rất tốt, mà khách báo là không vắt. Bây giờ mình sẽ trước tiên ấy là mình chỉ thử nước cái, xong rồi mình tháo máy sau. Bây giờ mình sẽ bấm mở nguồn nha, bấm lấy nước trước. Mâm đảo nước vào, giờ mình thử giặt cho mọi người xem. Rồi xong mình bấm qua chế độ bắt, thử giặt trước xong rồi thử bắt sau. Nói chung mấy máy giặt này thì khách báo là nó giặt đồ, nhưng mà lúc bắt thì lúc được lúc không. Thì bây giờ trước tiên là mình kiểm tra phần giặt cho mọi người nhìn thấy rõ ràng như thế nào, và tiếp giặt xong mình thử qua phần bắt coi thử nó có báo cái mã lỗi gì hay không. Tại vì khách người ta báo là lúc giặt được lúc bắt được, lúc bắt không á, không bắt được á. Máy này là giặt nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái chương trình bắt nha, bắt xem nó như thế nào. Rồi tắt, mở nguồn lại nè. Bảy, số 7 là chương trình bắt nha. Giờ mình bấm khởi động thôi. Xả nước, tại khách báo là cái này nó không quắt, giờ mình giặt kiểm tra giặt rồi giờ mới quắt. Máy này là nó xả nước hết nha mọi người, xả nước hết rồi, sạch thùng. Nhưng mà nó báo là chữ U4, nó chập chờn nè. Đó, lúc là chập chờn là lên số 7, lúc là chữ U4 nè. Thì chứng tỏ là cái máy này nó bị hư phần công tắc cửa rồi. Đó, mọi người nhìn thấy nó chỉ lên chữ U4 nè. Bây giờ mình tiến hành mình rút điện, mình tháo, mình sửa nha mọi người. Rồi ở sau ốc nó vít nè, nó có hai vít này đây nha, mình tháo sẵn hai vít nè, bên này cũng có con vít nữa nè. Rồi dỡ cái nắp này lên sau, rất đơn giản thôi. Đây, đây là phần khóa cửa nha mọi người. Mình chỉ làm cái này lại là nó hết rồi nha. Mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người nhìn thấy là cái cách mình làm thì rất đơn giản thôi, không có gì mà khó khăn hết. Này chẳng qua là nó hỏng cái này nè. Rồi ấn cái này xuống thôi, rất đơn giản thôi. Vít này cũng hơi bị ten, mình hãy dùng cái tờ giấy dán mình rè này nha mọi người, rè cho nó sạch cái ten này hết nha.
này khi nó ten rồi là cái nó nhảy lỗi lên chập chờn lên chữ U4. Chứ mọi người mà các bạn mà nhìn những cái xem những cái video clip mình làm á, thì cách sửa chữa thì theo cái ma lỗi đó thì mình nhận biết được là nó hư cái gì, thì tháo làm rất là nhanh, không cần kiểm tra. Chừng nào mà những cái ma lỗi nó ấy thì mình kiểm tra hết, chứ còn đối với trường hợp những cái máy như vậy thì nó lên cái chữ U4 là mình biết nó hư là ngay cho cái khóa cửa, không cắt cửa là mình biết là mình tháo ngay đây để mình kiểm tra là chính xác. Coi thử cái cần này nó ấy chưa, nhịp lên chưa. Để khi mà cái cần nó đẩy xuống xíu. Nhịp đẩy tốt không? Nhịp đẩy gì được, ăn điện. Nhẹ ra nó tắt. Đẩy lên, lên. Rồi bây giờ mình sẽ ráp nắp lại thử cho mọi người nhìn. Rồi bắt đầu mình găm ổ điện. Coi còn báo lỗi U4 nữa. Rồi bấm bắt nha mọi người. Rồi mọi người xem bắt đầu máy bắt rồi nha, hết báo lỗi chữ U4 rồi đó. Tốt. Thử trong những clip mà mình làm anh mình trường hợp những cái máy lỗi máy giặt như thế này á, thì tất cả mọi người các bạn anh em nào vụ cái trường hợp nào những cái máy giặt xen vô xài mà nó cái trường hợp máy lỗi như thế này á, thì nhìn xem những cái clip mình làm á, thì biết cách tháo sửa ngay điểm đó, khắc phục ngay điểm đó luôn. Thôi clip hôm nay đến đây cũng kết thúc. Mọi người và các bạn có yêu mến kênh mình hãy bấm cho mình một đăng ký kênh và like chia sẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người và các bạn.